Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành dùng để đi biển hoặc là có thể đội thường ngày che nắng cũng được ha. Ở cái phần vành này, viền nón mình có làm họa tiết răng cưa cho phần viền nón của mình nó có điểm nhấn hơn nè. Để làm được mẫu nón này, ở đây mình sử dụng đó là sợi dệt màu trơn, sợi dệt dày tầm khoảng 1.75-2mm và kim móc thì mình sử dụng kim 2 đầu, ta dùng đầu số 4. Những bạn nào không có cái mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cái mẫu kim mà các bạn có và so sánh với sợi len. Thì đầu kim khi so sánh với sợi len nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len là được ha. Nó tương đương với kim 2 hoặc là 2.5mm á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chi tiết cái mẫu nón này. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này ha. Móc lên một mũi móc xích. Để có thể phân biệt được điểm đầu tiên và cuối cùng của vòng á, thì các bạn sử dụng cho mình một màu len khác và mình sẽ đánh dấu vào cái vòng tròn này trước nè. Sau đó móc vào vòng tròn mà mình vừa tạo ở đây 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 5 và 6. Khi đã có được 6 mũi móc đơn liên tiếp với nhau, ta nắm sợi len nhắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Thì mình hoàn tất được vòng tròn đầu tiên ha. Mẫu nón của mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ hai. Vòng thứ hai thì đâm kim vào chân đầu tiên là chân này ha, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì vòng tròn thứ nhất ta có 6 mũi móc đơn. Tạo ra được 6 chân móc cho vòng tròn thứ hai. Thì vòng tròn thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân liên tiếp, mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì chân đầu tiên mà mình móc rồi, chân thứ hai các bạn cũng móc cho mình vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân ha. Tương tự như chân thứ nhất nè. Và móc tương tự cho đến cuối vòng. Chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn nè. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu cũng móc 2 mũi móc đơn. Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi, ta hoàn tất được vòng thứ hai và nó tạo ra được 12 mũi móc đơn ha. Để đánh dấu, các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ ba. Vòng móc thứ ba ta sẽ móc theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì mình sẽ có được một cụm móc đầu tiên như thế này ha. Một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì ta sẽ có chân kế bên là một mũi móc đơn nè. Chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm móc thứ hai nè. Tiếp tục cụm móc thứ ba. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Cụm móc thứ tư. Tiếp tục cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Ta kết thúc được vòng móc thứ ba và sẽ tăng lên được 6 mũi móc cho vòng móc thứ ba này. Tức là mình sẽ có được 6 cụm cho vòng móc thứ ba ha. Đây là cụm móc thứ nhất nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai.
Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Mình tăng được 6 mũi móc cho cái vòng móc thứ ba này. Thì để tiếp tục vòng móc thứ tư, đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ tư ha. Ở vòng móc thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Hai chân liên tiếp với nhau, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Hoặc là các bạn có thể dựa vào cho mình hàng móc phía trên là hàng móc thứ ba. Mình có một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân nè. Thì hàng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên. Tức là ở đây mình có một mũi thì hàng tiếp theo sẽ là hai mũi mỗi chân ha. Móc cho mình hai mũi mỗi chân móc nè. Khi đã có được hai mũi móc đơn vào hai chân lẻ liên tiếp thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm thứ nhất như thế này. Hai mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân ha. Móc cho mình tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Thì lúc này nó sẽ tăng được số mũi móc của cái vòng móc thứ ba lên là một mũi. Mình sẽ có hai mũi mỗi chân ha. Nó sẽ nhiều hơn phía dưới là một mũi mỗi chân nè. Móc tương tự cụm này cho mình cho đến hết vòng. Hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Ta có được cụm thứ hai. Tiếp tục cụm móc thứ ba, hai mũi mỗi chân. Tiếp tục là hai mũi cùng chân. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu là cụm móc cuối cùng ha. Hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Ta hoàn tất được vòng móc thứ tư và sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cụm móc ha. Cụm móc thứ nhất nè. Tiếp tục cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm và cụm móc thứ sáu. Mình cũng tăng được tổng cộng là 6 mũi móc cho vòng móc thứ tư này. Từ đây thì các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình, xoắn ốc cho các vòng móc còn lại. Tức là các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng móc phía trên. Ta có bao nhiêu mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân thì hàng móc kế tiếp mình sẽ tăng lên một mũi ha. Nhưng lưu ý cho mình khi các bạn móc theo công thức như thế này thì các cái mũi móc mà ta tăng nó sẽ nằm chồng lên nhau. Trên màn hình mình có hiển thị cho các bạn cái mẫu nón mà mình móc đều nè. Thì khi mà móc đều các cái mũi móc mà mình tăng á, nó nằm chồng lên nhau, nó sẽ tạo ra các cái đường G ở phần đỉnh nón. Để giúp cho cái mẫu nón của mình, phần đỉnh nón nó được tròn đều và nó không có tạo ký G á, thì các vòng móc các bạn cũng tăng cho mình dựa vào hàng phía trên ha. Ở đây là hai mũi xen hai mũi cùng chân thì hàng kế tiếp là ba mũi xen hai mũi cùng chân, sau đó tiếp tục là bốn mũi, năm mũi vân vân ha. Cứ móc xoắn ốc đều như vậy, nhưng mà các bạn sẽ chia cho mình xen kẽ các cái hàng móc. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn nè. Thì mình có chuẩn bị sẵn hai vòng móc là công thức của vòng móc thứ sáu và vòng móc thứ bảy. Khi các bạn móc từ cái phần đỉnh nón đi xuống thì mình sẽ móc theo công thức như thế này ha. Vòng đầu tiên là 6 mũi rồi ha, không tính. Vòng thứ hai mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Từ vòng móc thứ ba mình sẽ có một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân nè. Kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp nữa sẽ là ba mũi móc đơn xen hai mũi cùng chân. Và cứ thế ha, bốn mũi xen hai mũi cùng chân. Tức là các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân này ra nè. Khi ta chia hai mũi cùng chân lại nè, thì cái số mũi móc đơn lẻ nó sẽ tăng dần đều theo từng hàng móc ha. Mỗi hàng thì nó sẽ tăng lên một, lên một. Thì khi các bạn móc theo công thức như thế này,
thì các cái chân móc mà ta móc hai mũi cùng chân nó sẽ nằm chồng lên nhau. Tức là các bạn cứ móc xoắn ốc như thế này ha. Và khi ta móc theo cái công thức này nè, tăng đều lên thì các cái mũi mà mình móc hai mũi cùng chân á, nó sẽ nằm chồng lên nhau. Ở đây mình có hai vòng móc, vòng thứ 6 và vòng thứ 7 nè. Thì cái vòng bên trong là vòng móc thứ 6, các bạn móc theo công thức là 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Tức là cái vòng này nè là vòng móc thứ 6 ha, 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Thì mình có tổng cộng là 6 cụm. Tăng được 6 mũi móc cho vòng móc thứ 6 này, ta sẽ có được 6 cụm nè. Cụm thứ nhất nè, cụm thứ hai, cụm thứ ba, cụm thứ tư, cụm thứ năm và cụm thứ 6. Tăng đều 6 mũi móc cho vòng móc này ha. Thì khi cứ tăng theo công thức như thế này thì vòng móc kế tiếp sẽ là 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Đây, tăng lên một mũi nè thì mình sẽ có 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Thì đây sẽ là vòng thứ 7. Khi các bạn móc 5 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân. Móc cho đến cuối vòng thì các cái mũi móc mà mình móc vào cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau như thế này. Và tương tự cho các vòng móc kế tiếp, nó cũng nằm chồng lên nhau ha. Nó sẽ tạo cái đường G ở cái phần đỉnh nón. Thì để giúp cho phần đỉnh nón của mình nó không có đường G, các bạn sẽ tách lẻ cho mình cái cụm đầu tiên của vòng móc kế tiếp. Tức là cái vòng móc thứ 7 này mình sẽ tách lẻ ra nè. Điểm đầu tiên mà mình móc nó sẽ là hai mũi mỗi chân thôi ha. Ở đây mình có xoay cho các bạn theo cái chiều mà mình bắt đầu móc nè, từ hàng móc đầu tiên. Thì các bạn sẽ tách lẻ cho mình cái hàng móc thứ 7. Đây, ta xoay chiều nè. Hai cái điểm hở này là cái mũi móc đầu tiên của vòng ha. Các bạn cứ móc đều cho mình cái vòng móc thứ 6 theo công thức mà mình vừa hướng dẫn ban nãy. Sau đó ở vòng móc thứ 7 mình sẽ tách lẻ ở cái cụm đầu tiên. Tức là cái cụm đầu tiên của mình á, tính từ cái đường móc đầu tiên mà mình móc ở đây nè. Thì cái cụm đầu tiên mình sẽ tách lẻ ra hai mũi mỗi chân trước, sau đó là hai mũi cùng chân. Từ hai cái mũi cùng chân này, các cái cụm còn lại thì các bạn sẽ móc tương tự 5 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha. Khi đã móc đến cuối vòng thì mình sẽ còn dư lại ba chân cuối cùng. Thì ba chân cuối cùng này mình kết hợp với hai chân đầu tiên của cái vòng móc này thì nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cụm cho vòng móc này ha. Đây, đi theo cái công thức này nè. Thì lúc này các cái mũi móc cùng chân của mình á, nó sẽ nằm xen kẽ với nhau chứ nó không nằm chồng lên nhau. Hàng móc kế tiếp nữa thì các bạn sẽ móc đều, nó tương tự giống như hàng móc thứ 6. Tức là mình sẽ có 6 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân, móc tương tự đến cuối vòng. Rồi vòng móc tiếp theo nữa mình sẽ tách lẻ cái hàng móc, nó tương tự giống như cái vòng móc thứ 7 này nè. Thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình, một hàng mình tăng đều, còn một hàng thì mình sẽ tách lẻ cái vòng móc ha, để cho các cái mũi mà mình tăng ở đây nó nằm xen kẽ chứ nó không nằm chồng lên nhau. Nó sẽ giúp cho cái phần đỉnh nón của mình nó được đều và tròn hơn ha, chứ nó không có bị điểm G. Tương tự khi áp dụng vào thân nón nè, hàng móc của mình là hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân rồi ha. Thì hàng kế tiếp sẽ là ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Thì cái hàng kế tiếp mình sẽ tách lẻ, tức là mình sẽ tách cái cụm đầu tiên ba mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Ở đây mình móc một mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân cho cái cụm đầu tiên trước. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên. Đây. Móc vào đó một mũi móc đơn trước. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cái cụm đầu tiên mình đã tách ra một mũi xen kẽ hai mũi cùng chân rồi ha. Từ cái cụm thứ hai các bạn sẽ móc cho mình tương tự giống như công thức. Tức là mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở cái hàng phía dưới lên một mũi nè. Mình sẽ có 3 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân ha. Như vậy là cái cụm móc của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Nó sẽ tăng hơn cái vòng móc phía dưới một mũi. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có 3 mũi mỗi chân.
Sau đó là hai mũi móc cùng chân ha. Mình có được cụm hoàn chỉnh thứ hai nè. Móc tương tự cho mình cụm hoàn chỉnh này. Ta có cụm hoàn chỉnh thứ ba. 3 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân nè. Cụm móc kế tiếp. Móc tương tự cho đến hết. Thì sau khi đã móc được đến cuối cùng thì ở cuối vòng á mình sẽ còn dư lại hai chân móc thì mới đến được cái chân móc cuối cùng ha. Ta sẽ móc vào hai chân cuối cùng đó, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì như vậy là hai mũi móc đơn cuối cùng này cộng với một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn cùng chân đầu tiên mà mình móc ở vòng á, ta kết thúc được vòng móc này thì mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi, 2 mũi này và 1 mũi đầu tiên này ha, là 3 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân. Mình sẽ hoàn tất được cái vòng móc này với 6 cụm móc nè. Đây là cụm thứ nhất nè. 3 mũi mỗi chân, xen 2 mũi cùng chân. Cụm thứ hai, cụm thứ ba, cụm thứ tư, cụm thứ năm và cụm móc thứ sáu. Mình cũng tăng được 6 mũi móc cho cái vòng móc này ha. Thì tiếp tục cái vòng móc kế tiếp. Khi cái vòng móc này các bạn đã tách lẻ cụm đầu tiên rồi thì vòng móc kế tiếp đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu điểm kết thúc. Vòng kế tiếp thì mình sẽ làm tương tự giống như vòng móc ở bên trên, tức là mình sẽ không tách lẻ cụm đầu tiên mà móc theo công thức ha. Vòng này 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Thì vòng kế tiếp sẽ móc 4 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Các bạn sẽ móc cho mình 4 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi được 4 mũi vào mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Mình có được cụm đầu tiên nè. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 4 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng chân. Ta có cụm thứ hai ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì mình sẽ kết thúc được vòng móc này ha. Ta có tổng cộng là 6 cụm liên tiếp nè. Cụm thứ nhất nè. Cụm thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm thứ tư. Cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu. Mình tăng được 6 mũi móc cho vòng móc này và các cái cụm của mình nó sẽ đều nhau ha cho đến cuối vòng. Thì vòng móc kế tiếp tiếp tục tăng cho mình một mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân so với cái hàng móc mà mình vừa móc ha. Thì hàng móc kế tiếp sẽ là 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân, nhưng mà vòng móc này các bạn sẽ tách lẻ cho mình cái cụm đầu tiên ra, ví dụ như 5 mũi mỗi chân nhiều hơn số mũi móc của vòng này một mũi nè, thì các bạn có thể móc cho mình ít hơn 5 mũi đó thì mình có thể móc 2 mũi mỗi chân trước, đưa cho mình sợi len lên phía trên để đánh dấu. Sau đó móc cho mình hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân kế tiếp sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi nè.
Từ cái chân móc này các bạn tiếp tục móc cho mình theo đúng công thức như mà mình hướng dẫn á. Tức là các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc bên trên. Hàng móc bên trên của mình có bao nhiêu mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân? Thì mình có 4 mũi ở mỗi chân nè. Vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng lên 1 mũi ha. Tức là mình sẽ có 5 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là 2 mũi cùng chân. Ta có được cụm móc nguyên đầu tiên nè. Móc cho mình cái cụm móc này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì lúc này khi móc đến cuối vòng mình sẽ còn dư lại 3 mũi móc. 3 mũi móc đó kết hợp với cái cụm đầu tiên, 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân thì mình sẽ có được cụm cuối cùng. Tức là cái cụm 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân ha. Đây, 3 chân này kết hợp với cái cụm đầu tiên này sẽ là 5 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Nó sẽ bằng với công thức mà mình tăng size cho cái mẫu nón này ha. Và từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc xen kẽ như vậy nữa. Tức là một vòng móc mình sẽ móc đều từ cái điểm đầu tiên luôn. Còn vòng móc kế tiếp nó sẽ xen kẽ, tức là mình sẽ chia đôi cái cụm đầu tiên của vòng ra. Và mình sẽ móc xen kẽ tương tự như vậy cho đến khi cái vòng tròn của nón nó vừa với vòng đầu mà các bạn định móc là được. Đây, sau khi móc đến cuối nè thì còn lại 3 chân cuối cùng. 3 chân cuối cùng này hợp lại với cái cụm đầu tiên 2 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân thì mình sẽ có được cụm nguyên là 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Đây sẽ là cái cụm nguyên cuối cùng của cái vòng này. Sau đó vòng móc kế tiếp mình sẽ móc đều. Tức là tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở hàng phía trên lên. 5 mũi mỗi chân thì bây giờ mình sẽ là 6 mũi mỗi chân. Và 2 mũi cùng chân ha. Móc 6 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn nè. Được 6 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc 2 mũi vào cùng một chân móc. Tức là đây sẽ là cái cụm nguyên đầu tiên ha. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó vòng móc kế tiếp sẽ làm xen kẽ và tách lẻ cái cụm đầu tiên ra. Và tiếp tục cứ xen kẽ hàng này đều, hàng kia tách lẻ, hàng đều, hàng tách lẻ. Và cũng tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân lên so với mỗi hàng móc ha. Móc cho đến khi nào cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu mà các bạn móc là được. Sau khi các bạn đã tăng thêm cho mình nhiều vòng móc và cũng móc xen kẽ ha. Một hàng móc theo nguyên tắc, còn một hàng thì chia cho mình cái cụm đầu tiên ra. Thì cái vòng tròn nón của mình nó sẽ đều nè. Nó không có bị cái điểm G ở chính giữa ha. Và vòng tròn của nón nó đã vừa với vòng đầu mà các bạn định móc rồi. Không nhất thiết cái vòng móc cuối cùng này ta tăng đều 6 mũi ha. Các bạn sẽ dựa cho mình vào cách tính đơn giản nhất là như thế này. Chuẩn bị cho mình một mẫu thước dây. Sau đó lấy 1 cm của thước dây và đo tương ứng 1 cm này bằng bao nhiêu mũi móc. Ở đây khi mình đo tương ứng 1 cm nó sẽ tương đương với 2 mũi móc và là 2 mũi móc chuẩn ha. Có thể tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật nè, 1 cm có thể tương đương với 2 mũi hoặc là 2 mũi rưỡi hoặc là 3 mũi ha, tùy vào cách mà các bạn móc. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái 1 cm này tương đương với bao nhiêu mũi móc. Có được số mũi móc của 1 cm rồi ha. Các bạn sẽ tiếp tục xác định cho mình cái vòng tròn nón mà các bạn định móc là bao nhiêu. Thì cái size vòng tròn mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể xem ở phần mô tả và xác định được cái số vòng đầu mà các bạn định móc ha. Sau đó lấy số đo vòng đầu đó nhân với số mũi móc tương ứng với 1 cm thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc của vòng móc cuối cùng tương ứng với size mà các bạn định móc. Và khi đã có được tổng số mũi móc của vòng móc cuối cùng rồi ha,
thì các vòng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi nữa và mình sẽ móc đều. Tức là các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Cứ mỗi vòng móc thì các bạn cứ đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc của mỗi vòng ha. Và mình cứ móc đều. Ta sẽ móc tương tự xoắn ốc như thế này cho đến khi các bạn gặp đôi cái phần thân nón lại. Móc xoắn ốc cho đến khi chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó bằng đến cái phần tay là được ha. Thì cái chiều cao này mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn cũng có thể xem ở phần mô tả và xác định được chiều cao của thân nón. Cứ móc xoắn ốc nè, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được cho mình thêm nhiều vòng móc không tăng mũi thì lúc này chiều cao từ cái phần đỉnh nón đến cái thân nón phía dưới mình móc cho size lớn, nên các bạn đo cho mình chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mà mình tăng cuối cùng nè. Nó sẽ nằm trong tầm khoảng 16 cho đến 18 cm ha. Ở đây mình có được 17 cm, gần 17,5 nè. Thì lúc này chiều cao này nó đã bằng đến cái phần tay của size nón mà mình móc rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần vành ở bên dưới. Để tạo được cái phần vành thì các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng móc mà mình tăng cuối cùng của cái phần đỉnh nón. Thì ở đây cái hàng móc mà mình tăng cuối cùng đó là 16 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân. Đây, ta có 16 mũi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 và 16. Khi có được 16 mũi ở mỗi chân xen 2 mũi cùng chân rồi là cái kích thước của vòng mà mình tăng cuối cùng ở phần đỉnh nón. Thì các bạn sẽ dựa cho mình vào 16 mũi này và mình sẽ chia đôi số mũi móc 16 mũi này ra, mình sẽ có được 8 mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình ở cái hàng vành đầu tiên, đưa sợi len lên phía trên đánh dấu nè. Hàng vành đầu tiên sẽ chia cái số mũi móc lẻ ở bên trên của phần đỉnh nón hàng cuối cùng, thì mình có 8 mũi ha. Móc cho mình 8 chân liên tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Khi có được 8 mũi móc đơn lẻ vào mỗi chân rồi, nó bằng một nửa so với cái vòng mà mình tăng cuối cùng ở phần đỉnh nón. Thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ta được một cụm móc như thế này. Các bạn móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Đến cuối vòng thì các bạn sẽ móc cho mình 2 vòng móc không tăng mũi. Trên màn hình mình có hiển thị cho các bạn công thức để móc cái phần vành nón. Thì tùy vào size mà các bạn móc ha. Hàng đầu tiên của phần vành nón các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng tăng cuối cùng của phần đỉnh nón. Được bao nhiêu thì chia đôi ra. Thì mình sẽ có được cái số mũi móc của cái phần vành nón hàng đầu tiên tăng mũi. Sau khi kết thúc được hàng đầu tiên rồi, hai hàng tiếp theo không tăng. Hàng tiếp theo nữa tăng. Và cái hàng tiếp theo này mình sẽ dựa vào hàng đầu tiên tăng của phần vành nón. Ví dụ như ở đây mình có 8 mũi xen kẽ 2 mũi thì hàng tiếp theo tăng sẽ là 9 mũi, tiếp theo nữa sẽ là 10 mũi ha, và cứ xen kẽ là hai hàng không tăng. Cho đến khi cái phần vành nón của mình nó có cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được. Sau khi đã móc xen kẽ một hàng tăng, hai hàng không tăng
Thì lúc này cái phần vành nón của mình nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Để giúp cho cái phần vành nón của mình nó có cái điểm nhấn hơn thì mình sẽ tạo cái họa tiết răng cưa cho cái phần vành nón. Thì các bạn sẽ móc cho mình như sau ha. Khi kết thúc cái hàng cuối cùng của phần vành rồi, đưa sợi len xuống phía dưới đánh dấu là điểm kết thúc nè. Đâm kim vào chân móc đầu tiên của vòng mới. Kéo len qua chân móc. Giữ nguyên cho mình vị trí này ha, trên kim có hai mũi móc nè. Các bạn sẽ sử dụng cái sợi len này quấn quanh một vòng qua kim. Đưa sợi len xuống phía dưới kim nè. Quấn một vòng quanh kim. Tức là mình sẽ vòng cái sợi len vòng qua hai cái chân móc trên kim nè. Sau đó kéo len qua hai chân trên kim. Mình sẽ có được họa tiết răng cưa đầu tiên. Tiếp theo đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len qua chân móc. Và mình cũng làm tương tự ha, vòng cái sợi len quanh một vòng qua kim. Giữ nguyên vị trí này, kéo len qua hai chân trên kim. Ta tạo được đường răng cưa thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Đâm kim vào chân kế bên, kéo len, kéo sợi len quấn một vòng quanh kim. Sau đó kéo qua hai chân trên kim. Tiếp tục ha. Đâm kim kéo len nè, quấn sợi len một vòng quanh kim. Sau đó kéo qua hai chân trên kim. Thì mình sẽ có được họa tiết răng cưa như thế này. Móc cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng tạo họa tiết răng cưa cho cái phần vành nón rồi, thì đến điểm kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái họa tiết răng cưa đầu tiên của vòng á. Đâm phía dưới nè. Sau đó đâm kim luôn vào cái chân móc của cái mũi răng cưa đó. Móc vào đây một mũi dời. Kéo và cắt len. Dùng kim đâm từ dưới lên trên vào cái chân móc mà mình vừa móc á. Sau đó kéo cái sợi len ra phía sau. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được phần viền của nó. Sau khi đã hoàn tất được phần thân nón thì móc cho mình thêm hai mẫu bông để trang trí cho thân nón của mình thêm xinh xắn hơn. Hoặc là các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác ha, cho thân nón thêm đa dạng. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu nón vành dùng để đi biển hoặc là che nắng thường ngày cũng được ha. Chúc các bạn thành công!